theo dõi cũng như là ủng hộ cho tụi em, và em xin gửi một cái lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người ạ. Và hiện tại thì thực sự là bản thân em thì nó giống như là một cái khoảnh khắc mà mình không thể nào tưởng tượng. Bởi vì cả em và Chi á, khi mà đứng trong hậu trường á, thì hai bạn có nói với nhau là thôi bây giờ mình cứ cố gắng như mình thích, mình cứ enjoy sân khấu để mà thể hiện được hết những gì mình có. Và bản thân em thì thực sự là ngày hôm nay, ngày đầu tiên khi mà mình bước lên cái phần trình diễn đồng diễn, bản thân em không tưởng gì nhiều hết. Em chỉ nghĩ là sân khấu này chỉ có hôm nay vào lúc này mà thôi, mình không còn cơ hội để mà được đứng trên đó một lần nữa. Thì chính vì vậy là giống như cái câu mà anh Hoàng đã từng nói, làm như là đêm cuối cùng mình làm, diễn như lần cuối cùng mình diễn, và đó là cái cảm xúc mà đến tận bây giờ em còn cảm thấy rất là vui và không thể tin được nó đã thành sự thật cả. Em mời Nhi, em xin cảm ơn lời chia sẻ. Em chào tất cả mọi người hôm nay có mặt ở đây. Cảm xúc của Nhi hiện tại thì vô cùng cảm động, xúc động và hạnh phúc. Nhi không bao giờ ngờ trong cuộc sống Nhi có một cái khoảng cách như thế này. Với 27 tuổi, Nhi tưởng là cái này là hết rồi. Nhưng Nhi không ngờ là mọi người đã cho Nhi một cơ hội này để Nhi có thể tỏa sáng trên sân khấu. Và Nhi rất là muốn cảm ơn tất cả những người mà thương yêu Nhi, gia đình Nhi, ekip và bạn bè Nhi đã đến ủng hộ Nhi, cho Nhi động lực hàng ngày, từng giây phút một để Nhi có thể vượt qua được chính mình. Với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ này, Nhi phải vượt qua rất là nhiều thứ để Nhi có thể trở thành Á hậu một. Và Nhi cũng có rất là nỗi sợ. Và ngày hôm nay đứng đây và Nhi rất là hạnh phúc thì có mọi người. Thank you. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ em và tất cả các thí sinh khác trong thời gian qua rất là nhiều.